Trong chia sẻ gần đây, Selena Gomez gây bất ngờ khi chia sẻ về dự định sắp tới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ ấp mở về việc dừng ca hát và sẽ chuẩn bị album cuối cùng trong sự nghiệp. Trong một tập podcast Smartless, nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Selena Gomez đã khiến không ít người xôn xao khi ấp mở về việc sẽ dừng ca hát trong thời gian tới. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết album phòng thu tiếp theo của cô có thể sẽ là album cuối cùng trong sự nghiệp ca hát. "Tôi cảm thấy như vậy đủ rồi, có lẽ tôi không cần nhiều hơn những album ca nhạc nữa. Tôi bắt đầu có nhiều niềm vui với âm nhạc và chuyến lưu diễn cũng thực sự thú vị. Tôi cùng lúc thực hiện series Wizard of Waverly Place. Trong lúc đó tôi thấy thú vị nên tôi vẫn tiếp tục. Nhưng càng lớn lên tôi càng có suy nghĩ rằng mình muốn tìm thứ gì đó để ổn định cuộc sống", Selena Gomez chia sẻ trên podcast. Ngôi sao nhạc pop 31 tuổi khẳng định rằng còn một album nữa và tiết lộ rằng mệt mỏi là nguyên nhân khiến cô buộc phải hạn chế công việc của mình. "Tôi thực sự cảm thấy như mình có thêm một album nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ chọn diễn xuất. Tôi muốn trở thành một nữ diễn viên. Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành ca sĩ toàn thời gian", Selena nói. Cũng trong podcast, Selena cho rằng việc chuyển đổi qua lại giữa âm nhạc và diễn xuất đã gây nhiều tổn hại, nhất là đối với sức khỏe tâm thần của cô. Mặc dù không phải là một ca sĩ được đào tạo bài bản, nhưng Gomez đã đạt được thành công to lớn với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn. Sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu bằng vai diễn đột phá trong loạt phim Wizard of Waverly Place của Disney Channel, phát sóng từ năm 2007 đến năm 2012. Gomez, một trong những người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 429 triệu người theo dõi, đã phát hành 6 album phòng thu trong suốt sự nghiệp của mình. 3 album với ban nhạc Selena Gomez and the Scene và 3 album với tư cách nghệ sĩ solo. 3 album sau đều ra mắt ở vị trí số 1 tại Mỹ. Selena Gomez đã phát hành 3 album kể từ dự án solo đầu tiên Stardance vào năm 2013. Album cuối cùng của nữ ca sĩ là Rain ra mắt vào năm 2020. Mặc dù khá thành công nhưng giọng ca sinh năm 1992 vẫn không tiếp tục lưu diễn kể từ năm 2016. Thậm chí ở thời điểm đó, Selena cũng hủy bỏ giữa chừng do gặp phải khó khăn với sức khỏe tâm thần cũng như căn bệnh lupus. Ở thời điểm hiện tại, Selena Gomez đang tập trung cho sự nghiệp diễn xuất cùng series truyền hình được yêu thích Only Murder in the Building. Selena Gomez cũng sắp xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim kinh dị hài kịch sắp tới Emilia Pere, đóng cùng Saul Saldana và Egan Ramirez và dự kiến ra mắt trong năm nay. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đang phát triển thương hiệu mỹ phẩm Ray Beauty của mình. Về đời tư, thời gian vừa qua, Selena công khai mối quan hệ tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, giọng ca Sam Aulop thường xuyên đăng ảnh bên bạn trai trên Instagram 429 triệu người theo dõi. Một trong những bức ảnh Selena đăng trước thềm giao thừa cho thấy Benny ôm siết cô từ phía sau khi hai người đi dạo trên bãi biển. Trò chuyện với người hâm mộ trên một fanpage, cô viết: "Benny Blanco là điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi". Cựu sao Disney cũng tiết lộ đã hẹn hò Benny 6 tháng và mong mọi người ủng hộ tình yêu mới này. Benny Blanco là bạn trai đầu tiên của Selena công khai từ khi chia tay Justin Bieber năm 2018. Hai người quen nhau nhiều năm trước khi yêu. Benny là nhà sản xuất các ca khúc Sam Aulop và Cure and With Kindness cho album Revival năm 2015 của Selena. Năm 2019, họ hợp tác thu âm trong đĩa đơn I Can't Get Enough. Hè 2023, Benny giữ vai trò đồng sản xuất bản hit single Soon của Selena. Màn hợp tác mới nhất này được cho là đã gieo duyên mối tình của hai ngôi sao.